quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Tạm giữ tài xế xe tải nghi cố tình cán chết người trên quốc lộ 51. Sáng 29 tháng 8, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định tạm giữ tài xế xe tải Đỗ Minh Tân, 28 tuổi, quê Bến Tre, liên quan đến hành vi nghi cố tình cán chết người trong vụ va chạm giao thông xảy ra trên quốc lộ 51. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 28 tháng 8, xe tải biển kiểm soát 71H01225 do tài xế Tân điều khiển di chuyển trên quốc lộ 51 theo hướng Bà Rịa Vũng Tàu đi Đồng Nai. Khi đến đoạn phường Phước Tân, tài xế rẽ phải va chạm với xe máy biển kiểm soát 83P293691 do anh THG, 38 tuổi, quê Bình Dương, chạy cùng chiều. Sau khi va chạm, tài xế đã dừng xe khoảng 5 giây rồi tiếp tục di chuyển cho xe cán qua người và xe máy của nạn nhân. Hậu quả, anh D tử vong tại chỗ. Toàn bộ sự việc được camera hành trình ghi lại. Chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ, điều tra, củng cố về hành vi cố ý giết người của tài xế xe tải trong vụ va chạm giao thông xảy ra trên quốc lộ 51, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, gây bức xúc. Ngày 28 tháng 8, lãnh đạo Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án liên quan 7 đối tượng, trong đó tạm giữ hình sự LTH, HTF, LCI cùng 16 tuổi ở huyện Trường Mỹ, PNHL, 15 tuổi ở huyện Thanh Oai và HAT, 15 tuổi ở huyện Phú Xuyên về hành vi cướp tài sản. Với CVS, do dưới 14 tuổi nên cơ quan công an đang lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng. NVAT bị xuất huyết não, đang điều trị tại bệnh viện do bị đánh vào ngày 27 tháng 8 tại huyện Trường Mỹ và công an huyện Trường Mỹ đang tiến hành điều tra, nên công an quận Hà Đông đang phối hợp điều tra xử lý. Trước đó vào 20 giờ ngày 25 tháng 8, Công an quận Hà Đông nắm bắt sự xuất hiện của một nhóm khoảng 20 đối tượng tập trung tại khu vực đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu. Các đối tượng đi nhiều xe máy tháo biển kiểm soát và nhiều người không đội mũ bảo hiểm. Nhận định đây là loại tội phạm đường phố, lực lượng cảnh sát hình sự lập tức triển khai đến hiện trường, nhưng nhóm nghi vấn trên đã giải tán. Trước tính chất bất thường này, lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tập trung xác minh xử lý tận gốc. Qua thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an dựng được nhóm đối tượng khoảng 7 thanh thiếu niên sử dụng hung khí tham gia giao thông trên đường vào đêm rạng sáng. Nguy hiểm hơn là nhóm này có hành vi cướp biển kiểm soát xe máy của người đi đường rồi khoe chiến tích trên mạng xã hội. Đến ngày 28 tháng 8, công an quận đã xác định được danh tính toàn bộ 7 thanh thiếu niên có hành vi cướp tài sản vào rạng sáng 26 tháng 8. Lời khai của các đối tượng cho thấy cả nhóm đa phần là người làng và một số quen biết nhau qua mạng xã hội hoặc những chuyến đi chơi đêm. Khoảng 3 giờ ngày 26 tháng 8, 7 đối tượng trên đi trên 3 xe máy không mang biển số, tập trung tại khu vực cánh đồng xã Thượng Vực, huyện Trường Mỹ. Cả nhóm bàn bạc mang theo một kiếm một dao với mục đích cướp biển kiểm soát của người đi đường để về đăng lên mạng xã hội khoe chiến tích. Ngay sau đó cả nhóm di chuyển theo đường quốc lộ 6 từ xã Thượng Vực, huyện Trường Mỹ về quận Hà Đông. Đến khu vực địa bàn phường Văn Quán, nhóm đối tượng phát hiện anh NTM, sinh năm 2004 ở phường Văn Quán, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29T1957XX nên đuổi theo. Anh M sợ quá, vứt xe bỏ chạy thì nhóm này dùng dao kiếm chém vào phần đuôi xe, cướp tấm nhựa chắn bùn gắn biển số. Tiếp đó cả nhóm đi đến khu vực phường Quang Trung, quận Hà Đông, rồi chặn đường một nam thanh niên, dùng hung khí đe dọa và chặt cướp được biển kiểm soát 29T2092XX. Cả nhóm bỏ chạy về khu vực xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, chụp ảnh với hai biển số xe máy vừa cướp được để đăng lên mạng xã hội Facebook. Ngày 28 tháng 8, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng lên phương án cưỡng chế buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu đối với các công trình xây dựng không phép tại chùa Phật Quang. Ngôi chùa này tọa lạc trên rừng phòng hộ núi Dinh, trước đó có tên gọi là Thiền Tôn Phật Quang, do ông Thích Trần Quang tên thật là Vương Tấn Việt làm trụ trì. Đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ cho hay, trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua, địa phương đã ban hành quyết định cưỡng chế kèm thành lập đoàn để thi hành việc này. Hành vi vi phạm của chùa Phật Quang được xác định là chiếm đất rừng phòng hộ tại khu vực nông thôn với diện tích hơn 1.418m2, thuộc tiểu khu Tân Hòa, rừng phòng hộ, núi Dinh, thuộc thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, để xây dựng các công trình trái pháp luật, gồm đường bê tông, nhà vệ sinh, nhà kho. Lý giải việc vì sao kết luận thanh tra đã chỉ rõ những sai phạm trên tại chùa Phật Quang từ năm 2018, nhưng đến nay chính quyền địa phương mới lên phương án cưỡng chế. Đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ thông tin, thời điểm nhận được thông báo kết luận, Thường trực Thị ủy Phú Mỹ đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị xã thực hiện xử lý các công trình trên và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.
Sau đó Ủy ban Nhân dân thị xã ra quyết định xử lý kỷ luật 8 cá nhân và 2 tổ chức liên quan đối với các công trình xây dựng không phép tại chùa Phật Quang. Theo lý giải, do nguyên nhân dịch bệnh COVID-19 kéo dài và trong quá trình ban hành các quyết định cưỡng chế, ông Vương Tấn Việt có đơn khiếu nại các quyết định trên. Hiện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã giao thanh tra xác minh các nội dung khiếu nại của ông Vương Tấn Việt, trụ trì của chùa Phật Quang. Song song đó giao các phòng ban liên quan sớm hoàn thiện phương án cưỡng chế theo nguyên tắc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ thông tin, theo tìm hiểu, những vi phạm trên tại chùa Phật Quang đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nêu trong thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng tại chùa Phật Quang vào tháng 7/2018. Cụ thể, toàn bộ diện tích chùa Phật Quang đang sử dụng và xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do nhà nước quản lý liên tục từ năm 1978. Hiện nay thuộc đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quản lý. Về xây dựng, chùa Phật Quang xây tổng số 36 công trình, nhưng chỉ có một công trình được Sở Xây dựng cấp phép là hạng mục chánh điện, nhưng việc cấp phép của Sở Xây dựng được xác định là có sai sót. Với 35 công trình còn lại không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, trong đó có nhiều công trình lớn và kiên cố như đường giao thông trải nhựa, diện tích khoảng 3.500m2. Theo thông báo kết luận thanh tra, trong quá trình chùa Phật Quang thực hiện việc xây dựng các công trình trên đất, các cơ quan chức năng đã lập 33 biên bản vi phạm, ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các quyết định đình chỉ thi công, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu, nhưng đại diện chùa không thực hiện mà vẫn tiếp tục xây dựng. Từ những vi phạm nghiêm trọng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tháo dỡ để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý xây dựng không phép của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu xử lý trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân tại Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm khu vực thị xã Phú Mỹ, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, Tân Hải. Tuy nhiên đến nay các công trình không phép vẫn tồn tại như trên và đang được chính quyền địa phương lên phương án cưỡng chế. Tòa nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang sửa chữa thì sàn bê tông bất ngờ bị đổ sập, khiến một người bị thương nặng. Trưa ngày 27 tháng 8, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương cứu hộ, điều tra vụ sập sàn nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ, tòa nhà rộng khoảng 150m2 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đang trong quá trình sửa chữa thì bất ngờ phần sàn bê tông bị đổ sập. Thời điểm xảy ra vụ việc, có một công nhân bị mảng bê tông lớn đè trúng, dẫn đến chấn thương nặng. Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Một nhóm công nhân khác đang làm việc bên trong tòa nhà, nhưng may mắn đứng ở khu vực cao hơn sàn bị sập nên không bị thương. Theo người dân, thời điểm sàn nhà sập xuống tạo tiếng động mạnh, khu vực rung lắc như động đất. Trước đó, tòa nhà này do một chi nhánh ngân hàng thuê, sau đó trả mặt bằng. Một tháng nay, chủ tòa nhà cho người đến sửa chữa. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.